Cái mẹ nữa. Rồi ăn khoai rồi đánh giấm kinh lắm.
được khoai có gì anh máy. Đấy em rồi. Cái này nhá, lấy bỏ ra. Máy bên dưới nó cổ à. Máy ít à. Máy tả nó xuống đây. Không. Máy này này. Một con này này, con bên dưới này, là hai con. Con này là ba, con này là bốn, 5 phút. Thank you.
oai như này mà mình nhờ. Mặt trời oai như này mà nhờ. Mai á. Mai trời rét rồi. Ôi, muốn rút điện được con không? Anh bối rối, em bối rối. Quân đâu? Chỗ em ra chỗ ông Dinh. Con Vâng mà đừng đợi em.
đi. Ồ, bẩn nè. Ừ. Hay dây được khả năng không phải sửa chứ không phải khổ. Tài nghe không? Tài nghe không? Cái tài nghe nha, đây. Cái bà này có gì đi? Nghe cái man của bà. Ôi. Mà chả có. Có à, bà đúng bà chân dưới lớp hết. Đúng không? Dạ. Bà chân dưới lớp cũng hay là dưới. Cái này bà lấy cái đâu, chứ không. Không, nên bà lấy cái đâu. Bà lại có cái này đấy. Chưa ai có, bà có rồi. Cái này còn ăn thì mới chọc cái này không còn. Có nhìn thấy có một lần đầu chưa? Dạ. Có nhìn thấy một lần đầu đó là chưa? Rồi. Ngọt xào chọc cái này nó nát mất. Chọc xào thì phải ngọt cái kia thì nó ngọt mắt cái kia nó đẹp hơn. Quay xoay qua gì vừa mấy cái sống cực bóng đấy cũng phải cháy này là, cái này là do cái bộ đấy thôi. Hôm nay là Phường nấu ăn đi, hôm nay là thêm cái quần áo này nó đâu được. Ôi khói chết. Ra ngoài sân kìa, không mưa to đâu. Sân á? Ờ. Ôi bà ơi, đau chân. Xào hai quả này được dĩa đấy nhỉ? Ba quả này được cái gì nữa? Xào hai quả, đây là còn ăn mà. Hai quả hai đĩa. Ờ. Hai quả hai đĩa nhỉ? Còn hai quả hai đĩa thôi, thế nó đem phải dưa đấy. Còn đem những dưa chuột. Hai quả hai đĩa rồi. À, hôm nay bà Quyền bảo 40.000 11 cân dưa, con nhà bà Đa mua của chị Mến mà. Dưa giả diệp bèo. Đây Phương đây, điện thoại đây. Đừng gọi nó. Điện thoại mình ở đây nhé. Ốc khả năng con chỉ ấy một lửa chỗ đấy thôi. Sao không cần nhiều đâu. Vừa đâu. Ngon là được. Nó quá thừa lại đổ đi một chút. Yên tâm là bố mình đấy khách không bao hổ thẹn. Nó phải đoàn hoàng. Khách cứa nó phải đoàn hoàng. Đi đâu mà vội. Rồi cho điện thoại em lên trên kia để sạc nhá. Nhá. Các bạn Thuận làm đầu bếp rồi đấy. Bà Thuận phải đầu bếp rồi. Ông
trước cái canh gì ấy, với cả món gì ấy. Con ăn nhận nó ngon thật. Đúng là món đấy là ngon. Cá à? Còn còn mỗi nồi để cho ông Dinh chọn. Còn nồi với lại nó vung là vài lúc vừa thôi. Đấy là thằng Quân nó đi vào nó đá đấy như thế. Con đá. Không. Không. Phải không? Chả phải. Con đá là cái cục cục. Con đá thì mà cái cục cục. Chết. Các đá tiêu cái tím bên nhà không biết. Con mà đá được. Thôi vào quả này nữa ăn mùa ở lấu à ăn mà nó ở đây. Cái cháy à? Bố ngày nay sờ bóng nặng cháy. Lấy y và tôm với nước. Bà lấy y và tôm với nước ấy. Đúng không? Có. Nó sại không giống được. Ông Dinh mất một đống mà lại bằng kia thôi. Xin chào. Không có gì không? Chào tất cả các cháu. Bà chào tất cả các cháu từ toàn cháu to đến cháu nhé, cháu già. Bà chào chị. Tất cả các cháu. Có người nói nước ngoài, có người không nói được nước ngoài. Nhưng mà nhiều gồm có. Dứa sao? Để lò cóc không còn nấu đâu. Con sẽ ủng hộ bà 100 like luôn. Con sẽ ủng hộ bà 100 like. Nhưng mà đây là quay đến nước ngoài chứ không quay Việt Nam đâu. Việt Nam con ấn. Nhưng mà con ấn chuông, con ấn chuông sẵn cho con mà ấn. Con ấn ủng hộ bà ngay nhỉ. Nhưng mà không có thì không bà. Bà bảo nấu cơm cho bọn nó đi nè, mà đâu với bọn tối nấu không lên được với này. Đi làm thì nó tối nó phải về chứ chị nhé, tối nó ngủ đấy à. Quay chứ mình không kiếm này thì mình kiếm nghe mình cứ kiếm thôi. Ra vôi. Mấy ai ra vôi bây giờ nó có vôi. Không tin cái lốc nó được lên. Vơi em ở trong đấy đi.
Bây giờ ở trong đấy rồi chị. Ở nhà quay vợ nhặt rau nhặt cỏ cùng nấu cơm các kiểu. Ra nào. Anh bối rối, quần cũng bối rối. Bà Thuận cũng về lắm. Bà Thuận lại ngắt rau rồi đấy, ủi rất nhiều việc làm. Chú nhé. Mày
cái nào quay cứ quay tranh thủ đi. Đến lúc nó về áo ảnh thì đến lúc cũng không làm được. Nhưng mà lâu có ghi nhận video này, lâu có đăng không? Đang. Nhưng mình không share được của nó phải không? Không. Không được. Không thể tìm được. Ừ. Sau đây họ sẽ chỉnh nhận hoặc là đổi tên rồi nó chèn thêm nhiều video khác lên, không thể tìm. Đâu? Lão đâu đấy? Ở lúc nó về rồi khoảng 7 giờ kém thì lên tôi uống rượu nhé. Ồ, các bạn em quên em đang diện cho hậu có việc. Vâng. Chết là nhiều số. Ok. Ba máy quay 5 phút. Quá sợ bố giãn tiếp. Dạ nó tí nữa em điện. Mà thế cơ quan thế rủ. Anh bảo là hôm nay lại rỗi à? Hôm nay nó có thời gian mà thế. Hôm qua này ấy quá về còn cá mú. Cá muối. Không có bảo trường hà hay không? Nó bảo trường hà không phải bảo gì. Cái bóng không hỏa hồng vừa cà sạch rồi bây giờ mạnh kháng cho mày. Ờ ra cho ngoài con về nhá. Có thế nào đang đi ra. Đi ra đấy rồi à? Ở đâu đây nào ơi? Cẩn thận nhá. Nhà khoảng 7 giờ kém đấy, tôi uống tôi uống rượu nhé. Cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá. Kế tí cô con này. Hả? Không có ý này là thiết kế con tin nghe lừa em con tin nghe. Không dắt, nó bảo không. Đi từ từ. Ừ, con cứ đi từ từ thôi, đi từ cẩn thận nhá. Đúng rồi, đi từ từ thôi. Tại sao nó trơn, nó thật phỏng trơn. Được rồi, lấy ấy bám vào cửa đi, bám vào cửa đi, được rồi.
Nhưng mà mình chủ định mời người ta mình phải có sự sắp xếp đàng hoàng. Không mời người ta là thôi, đã mời người ta nó phải có thế nọ thế kia. Con gà trọi ấy, con gà trọi của cái ấy là cứ để đấy để hôm nào bố. Tao bắt tao nhốt vào, tao nuôi, tao nhốt lòng, tao nuôi để tao đem đi đánh với nhà hậu ấy. Ơ, tôi để đấy tí bọn đóng nhá. Không, con này thành đáy đấy, nếu mà thành đáy thì đáy không cũng với người tôi đi đáy để cho nó biết hồn. Để cho bố mày đi chơi cho sướng. Không phải đâu, là tre kia nó mổ nhau là nó bỏ mẹ ai kìa. Mẹ hôm nay đẻ một trứng với chồng ấy là đá tốt, con này máu lắm, con này nó khôn kinh khủng. Hôm nay chưa đây tao thấy nó dở đây, con lừa lừa lên còn tưởng để vô nhưng mà nó rút qua cái kia, rút rất giỏi. Nó trèo qua ấy, nó trèo qua cái chỗ sắt này này, cái sắt này. Đấy, trèo lên trên núi sắt qua này. Ô, sao còn 7 gà? 8 con, hôm nay con chó không biết lên có hình cái vỗ đàn gà bé sao ấy. Gà bé vào chuồng chứ mẹ. Cửa bên đóng chả biết nó vào được không? Con gà đấy phải cho vào trong chuồng úp vô vào. Hôm mai mưa đấy anh ạ. Mai mưa rét đấy. Mai mưa rét thì chỉ để cho trong trong chuồng thôi. Cái đàn gà lai lai mẹ tạ con ta ấy làm sao nó còi nó có lớn được không? Lớn đầu nó chỉ còi. Về nhá. Cái đàn này lớn đầu. Cả con ta. Lên đấy mày hái cả lá chanh rồi về nhá. Sợ ốc quá, phải cần lá chanh không? Lá chanh mía không cần. Thì rau răm cho chúng. Rau răm á? Ôi trời, thế không bảo mẹ mua rau răm thì lấy rau răm ở đâu? Mà lấy này cái gì? Thế thì sang nhà chị Hồng xin, để mẹ sang chị Hồng xin. Mấy cọng luôn. Mua thì không mua. Ý là biết là này cái đấy nhưng mà nghe thì đúng không? Không phải học đúng không? Chị Hồng tốt. Cái con gà kia nó nở với lứa đầu với cái con đấy, công nhận con của nó nhanh lớn nhỉ? Không phải lứa đầu. Cái đàn đầu tiên đi. Nhà có mỗi cái đàn đầu đấy chứ còn không phải lứa đầu. Đàn đầu tiên đi. Dài em sợ ngắn thì lối nó không được, cái dài chặt đi đơn giản. Giờ mỗi người ngắn không lối được không? Nhìn con gà có 54 cân mà cô đầy thịt nhỉ? Cô thấp. Cô bằng vai mẹ không? Mẹ đi với cô rồi. Con này, mai mai bao. Minh nó đi đâu mà nó bảo không về được? Con đấy 12 con đấy. Tao đang ngủ tao thấy con chó cứ chê chóe gà chê chóe. Đang ngủ cả. Đang đến 17 con, 18, 18 con thế nào? Bây giờ còn 12 con thôi. Ôi, nghĩ này. Ôi,
Bảo mua cái trứng này, bảo Hòa Đạt bảo mua về cho con dâu nó xào me. Thế này cái Hòa Đạt ăn bảo bây giờ bọn trẻ nó biết được ăn nào. Con mái kia không ấy, con mồi con đẹp quá. Con mà ta thả chó ra tạm thời săn. Mai là tài điên thì tháng sau cho lấy hội mình ăn đi. Mình tháng một tháng chứ để thịt chó thật điên chó là lắm rồi đấy. Thế phải công nhận con kia nó không ăn. Ở im nó cũng kêu, cũng cào chuồng như luôn. Kiểu đúng đâu kiểu, ở hay ở nhà bị nhốt quen rồi. Có ăn thôi thì hôm qua tao hái hết rồi. Hái gì? À, gọn ra răm. Về cho nó xào ốc ấy, xào ấy. Vớt đũa kìa, bố có vớt cả ngày cũng được. Ô phải nói chặt lấy cành cóc và xong nó ra nó tốt thật. Đi cây ở Ban Hà ấy muốn nhỉ? Nó chỉ nuôi quả. Nó nuôi quả là thật. Giờ thì nó có lá nữa. Ừ. Sau này ra này cũng đầy quả ngon. Ăn ít thôi nhưng chất lượng. Đầy ăn hết đầu. Ăn nhiều đầu chán rồi. Chán rồi. Ui mũi trông. Nhìn nhà có mấy cái cóc càng gắn nữa. Em muốn giải trừ lắm rồi đấy. Ở nhà. Ủa, mũi. Mũi trâu nó to đúng không? Nào đến nay ta điện cho thằng Vinh, ta bảo nó ở đây nhà nó chi chứ. Nó phải xem. Ui, nhiều mũi, sao nhà mình này nhiều mũi nhỉ? Cái phòng này. Cho quát một đôi đũa này, thèo lên thì quát hai cái đũa cái nữa. Đúng rồi, bố quát đũa cái đi. Hai cái đũa cái để mấy cơm đi. Để thay tiền đũa cái đi. Cái đũa này bố quát lâu lắm rồi đấy. Mấy lần con dình bò con đáp đi rồi, ai lại nhặt về. Tao quát lâu lắm rồi thôi đấy. Ngày chiếc thôi, nhưng mà mẹ mày vứt đi một chiếc rồi. Dạ, con cái chiếc đấy con vứt đi rồi đấy. Ngày chiếc rồi. Quát nó xinh xinh, nó nhỡ xinh xinh. Bây giờ nó mòn lắm rồi đấy, nhưng mà giờ nó mòn hết xinh rồi. Không còn xin trước ở. Bố năm ngoái bố cũng quét một đôi đũa để xèo to như này ấy chứ, nhưng mà cũng nó làm cỗ nó đốt nhẹ đi của mình. Đâm phát nhói luôn. 16 kênh tối đặt tiêu này. Một kênh đặt ở đây, kênh thử nghiệm trước đây. Đối đây giao kênh 1.700.000 nữa.
sau đường qua đấy. Tối anh ăn cơm coi như là đấy, anh để em làm 1 tiếng rưỡi xong. Em còn dọn luôn. 1 tiếng rưỡi nhá, em biết là bao lâu rồi. 1 tiếng rưỡi vị trí là 30 phút. 1 tiếng là 60 phút, 90 phút, 10 kênh, 5 phút 1 kênh, 51 là 5, 57 là 35. Đấy, 5 phút 1 kênh mà còn không đặt xong, 1 phút 1 cái ấy. À đâu, chưa đến 1 phút 1 video. Được. Anh bảo em không ngủ đâu. Anh làm việc còn em. Anh hành em còn kêu nữa. Em thích ngủ em cứ ngủ. Anh người ta đến tận 2 giờ mía mới chả mọt. Anh làm tí em mà hành, anh không còn gì rồi. Còn sau cấm voi á. Giờ đây là tài sai. Đây em đường nghỉ vui, nằm ngủ đấy. Nhà con có sai anh tinh đi bố. Chẳng phải làm đi hộ chồng gì nữa chồng. Hộ cái gì? Ăn mía ăn mía các kiểu ấy. Nhiều lúc là phải nói là mình phải hiểu. Cô cũng ngồi nó nghĩ thôi, em mía nhưng mà nó để thư giãn cái đầu, đầu căng thẳng lắm đấy. Không phải nhìn nhá, sáng nay anh có thèm ăn cơm không? Anh dậy ngồi như thằng mất hồn mới thấy chưa? Máy tính bị cay hỏng, người ta không làm gì được. Đầu nó căng thẳng mà. Bố đầu căng thẳng không khoảng 15-20 phút hết hai, chắc là 2 cây mía. Thì anh để cho nó thư giãn đầu, lúc nào đầu cũng tiếp tục được đâu. Đầu phải để thư giãn đấy. Bây giờ tối nay á, còn phải bảo chị Sơn cài hộ mấy cái linh tinh này. Mình phải cài mấy kênh vào này. Làm cái vi tính này là nó cứ vậy như thế đấy. Cứ vậy thì phải muốn cái công việc mà nó... Ô, đừng đùa, thi thoảng... Không đâu nhưng mà nó phải thư giãn cái đầu. Thi thoảng bảo chơi game ấy. Thi thoảng bảo chơi game là mấy anh em kiểu sạt chuét ấy, không phải không đâu, vào hò hét ấy. Nó vào để nó đầu óc nó thư giãn hơn. Không, làm cái này thì hơi, làm này hơi mệt tí thôi nhưng mà... Nhưng mà ví dụ như làm kênh content bình thường như thế này. Này cả cái giao thông. Này làm có một. Cho nên là bố mở bộ kia thế mấy hôm nay bố mở rất bé thế để bố chỉ nghe anh được gặp đi bố toàn xem điện thoại. Để cho nó làm chứ bây giờ nó làm mấy là mình cứ bị. Đấy em lên nghĩ tiêu đề đi. Nhưng một lúc là em không nghĩ được nữa. Nên nghĩ đi. Bố bảo nhé một mình bố vót đũa ở kia mà nghĩ bao cái tiêu đề. Hướng dẫn vót đũa, hướng dẫn cầm dao, hướng dẫn ngồi ghế, hướng dẫn các kiểu một lúc nó nhiều quá. Anh cứ để cho em đặt bừa em. Không bừa được, nó không cho mình bừa. Thế cứ không ít nhận phải bảo em là như thế chứ tự nhiên bắt ngồi đặt biết cái gì mà đặt. Anh bảo là hướng dẫn rồi. Anh nó chỉ cho mình mỗi tiêu đề là hướng dẫn đi review thôi. Làm rồi. Đúng không? Anh cũng đặt là hướng dẫn đi review, nó bắt mình phải thế. Nhưng anh biết từ đầu nó là như thế rồi. Thì anh bảo nó là logic như thế nào rồi. Cãi. Em biết à, cái buổi đầu tiên anh làm anh bảo bịt mày không đéo làm nữa. Chửi luôn, bảo thằng ấy đéo làm nữa. Mày buổi đầu tiên như thế này cái kia. Ố, sao sạc không vào pin nhỉ? Anh bấm cái sạc được. Đầu cái dây ấy. Đầu. Cái chưa bấm sạc là chưa bấm lấy. Cái này nó không chắc. Em ăn chưa nên đã bảo là anh bấm. Đầu tiên mình như mấy thằng chửi ịt mẹ cái thằng. Chứ đéo làm cho mày nữa. Mày bắt được thế đéo làm được. Đéo nghĩ được. Bây giờ một mình trong một chỗ chơi bài này mày bắt tao đặt tiêu đề 5 cái tiêu đề khác nhau, 6 cái tiêu đề khác nhau. Xong rồi lại ví dụ như là không phải là một kênh đâu. Nhiều kênh đấy chứ. Bây giờ ví dụ nó nhìn thấy trùng rồi. Nó ở hướng dẫn chơi bài này xong rồi nó nhìn thấy trùng rồi nhá, kênh này rồi nhá. Sang kênh kia lại đang video như thế, đặt kiểu gì? Nhưng nó phải bắt như thế, được chưa? Thế mà như thế này. Thế là vào trong đấy chứ. Vào trong đấy chứ để đặt máy ở trong. Ăn cơm người là có quay không đủ rồi thôi ăn cơm quay có khách này
Còn bình thường một con là bộ con cũng quay hết. Không biết chả bằng chả bằng này đâu, chả bằng lên cái phòng này cái gì. Mình không phải ở mình đâu, mình phải máy đi thôi. Lỡ mà là làm video đăng luôn ở đây mà người ta hết. Mà mình có thèm và ở nhà mình được quay. Cái này bán đi nước ngoài chứ không phải nó đang ở đây. Bỏ luôn đôi này. Con chỉ cần bố trông cái lồi này một tiếng nữa là được. Bố đây thôi, bố làm gì đâu? Tí nữa tao làm xong đôi đũa cái nên là tao thôi đây. Để khách thay để tao đi tao tắm đi. Thank you.
quay. Ví dụ như là đây này, bố đang vắt đũa này, con quay bố này. Đấy, ví dụ thế là gì đâu. Mẹ nó trèo lên cây nó ngồi thấp vào đây để tao quét đi tôi. Mình ngồi cao này. Có phải dắt thử con vịt này lên tôi xem không? Đấy, như thế này là chuẩn bị trí đến nơi rồi. Vậy thôi. Cái này nó có nhiều cái gì. Mình ra đầy mỡ. Nên lấy gãy về đây để cho mấy cái đầu này, cái cánh này lên, nó dừng hết. Lấy cái đĩa. Cái đĩa ngựa ăn. Đấy con gắp ra đi, đứng bên kia. Đứng bên đi xong nó cũng được. Đấy. Gắp hết cái này đây. Cái này bố làm này ngon. Cái này bố ngon thì bố vào cho được tầm đánh chơi. Nếu thì nhà trưởng trả cho gì? Nếu không thành ăn thì nhà tôi còn hai thìa mỡ đấy. Ôi
mật rồi. Không, là mình có mật hay là cái mật nghe em không? Đấy là cái đấy là cái bọc ấy, cái bọc của cái mỡ. Mỡ dạ dày là mỡ này. Mỡ này là mỡ này. Để lên trên cái mâm kia. Để lên trên kia. Xem đến mấy giờ rồi Sơn ơi, tối rưỡi chưa? Hả? Mình quay nó không làm gì đó. Chứ nó bảo các bạn biến đi. Các bạn biến nha. Nó chả không cho quay sao, nó tưởng là quay chúng nó nên mẹ. Nhưng mà nhiều ông rất thích á, nhiều ông bảo đây đây vào đây vào đây quay này kia nhá. Nó rất sướng nhá. Quay đi. Vâng, nhiều mà quay câu cá, một thằng câu cá quay xung quanh mà. Quay thì bán. Bán mình nói chuyện như này là chúng nó biết đấy nha. Đấy, nhưng không xem. Quay xem rồi. Này nó bơm vào, nó chạy cho 1000 con điện thoại này. Không bao giờ nó cứ thấy nó chạy máy khác rồi đúng không? Ừ. Nó cứ khác thôi, nó không xem. Không xem nó ấy thôi mà. Nhưng mà có nhạc thôi. Nên đấy khác thì vào vị trí. Ngọc cũng ở đấy mà nhạc thôi. Làm cái đôi lửa cái này cho mẹ con này. Hả? Không biết.
rồi không bảo. Còn nó khác, anh bảo thế bảo lên loại quả. Không, sang loại quả đấy. Rỗi thế á hả? Mình cho anh rất kinh nghiệm. Mời mặc ai là mình có sự chuẩn bị. Bật tiền bối không thích. Con nạp cho bố một tí nữa đi, lấy đũa ra nạp lấy cho riêng bật tiền. Alo. Ừ này ông ơi, xong rồi sang qua nhà quả bảo quả phát lấy điện quả ở đây. Xong rồi sang anh em mình ngồi tí nào, mấy chén cho nó đầu cuối tháng nào nhé. Thì cứ phải làm chứ, nếu mà bố nó không khỏe thì nó lại không lấy ra. Để mếm nữa. Vâng. Con gà này chọi đây, gà con so không mấy khi được đâu. Nó có được không? Hay ôm hơn. Bố
cắm điện ngoài kia. Vâng, trời nó lắng nắng mà sang chưa bắt thêm ba con mái. Sắp sửa ổn chưa đây? Trong khi nhà con bắt đầu xào à? Xào đi xong tập trung đi tắm rửa đi, đi tắm trước đi. Con chưa tắm được. Con chẳng tắm. Con là tôi bố xong con này. Để bố tắm trước. Chả rượu chè không nhé tắt. Con gà tre đạp được hết gà ta chứ đạp sao được. Có con của mẹ ơi, có con gà gà la trọi này con gà tre đạp này, toàn đi theo mẹ tre rồi. Chí gà thú cơ là phải chán gà như thế mà còn phải chán gà ấy, chán gà la trọi chuyển sang gà tre đấy. Có thành đâu. Thú cơ cứ bảo chim câu để nuôi chim một câu nữa, tiết kiệm không cho ăn người nho. Chim một câu em sao nuôi chén rồi? Tiết kiệm không cho ăn hết người nho này. Chim á, nó phá hơn gì? Không, nhưng mà đây là chú đi, nó cũng đùng rồi nhưng mà chú không cho ăn mấy thì nó còn nhỏ, còn cân thấp thôi. Chú ăn ít ít, chú ăn đủ đủ không cần thừa ấy. Chim một câu nó là cái con ăn nhiều nhất. Nhiều nó to rồi. Một lúc nó lại hốc, một lúc nó lại hốc. Nó để cất ai rồi vậy? Ổ gà ta nào mẹ? Ổ gà ta được mấy quả? Mấy được mấy quả thì để đấy, để mấy đứa luộc không có để luộc. Quả nó có được đâu, bỏ nó xuống để nó thối. Ổ gà tre mẹ phải cho quả nào đều thì ăn, để không đều thì đừng để. Ngon như thế nào? Đen rồi mà. Con đấy đứa đầu không biết nuôi con thế nào. Đẻ thì đẻ lần hai nhưng mà lứa thì đứa đầu. Gà lai trọi rồi ốc rồi mà. Thử nghiệm trong hai cái máy này có chịu được hai tiếng không? Đi 100%. Con gà lai trọi mà đẻ là phải nhốt vào. À ấp được phải nhốt vào, không cho đẻ. Được. Bao nhiêu ổ mình đẻ linh tinh, khốn nạn nó toàn cứ thấy ổ nào có trứng là nó đẻ. Sao đây đi gắp ra đi sân ơi. Gắp ra trong củi vào để đun đi siêu nước đi. Bê cái xong này, bê cả xong vào. Bê cả xong vào đi, gắp cái xong rồi xong đổ ra cái bát yêu cho bố đi. Đó hết nước, à hết mỡ. Bố cứ ngồi đấy đã, bố ngồi đấy đã, theo con ra thì bố vào. Được. Đi, mang ngoài ra đi xong rồi. Để bố gắp xong rồi mình ra đây.
Alo. Alo. Ừ về đi thằng là ổn rượu đổ rồi đấy, chú lèm mọi hết là xong là uống rượu thôi, bảo có ông Hậu mà nhé. À ờ rồi rồi. Ồ. Đã hết củi kia rồi đấy.
cao này. Thích thú ấy này. Ở đây bàn bàn bàn. Cảnh xào lấu đẹp như này mà lại không vừa. Đấy, cái bàn tròn ở ngoài không vừa. Cái can cao kia. Can này. Con lấy được què. Đây. Mẹ, đây rồi, đây rồi. Con chim mấy? Chim đâu đó à? Có để trên đỉnh đồi nhà mình ấy. Ừ. Trên đỉnh đồi nhà mình vẫn còn ấy cơ. Vẫn còn bình bình cơ. Đó, cơ thuốc. À, mọi nơi đủ về.
tắm trước đây. Đi tắm lên. Nó con là cái dâu ở nhà nó nấu cơm mà nó không về nấu cơm. Yên thì phải đeo gì mà cầu kỳ với người thì mình thì đeo gì mà hôm qua anh bảo nó phải giãn cho nó thôi mình rút kinh nghiệm cái việc đấy nó không bảo lấy những người ta mặc thì thôi đi bạn thì đừng bảo người ta nữa. Cái tiết đấy cho hết ở trong đấy xào lẩu đấy này chưa cả đun mà phải luộc cái cho rồi chứa lên. Thế mà nãy không cho vào kia để mớp. Để mớp phải làm cái nước chấm. Thế đây là em cho luộc xong rồi tí được. Thôi ngồi cho đây để làm nước chấm. Không. Không đấy. Cứ tưởng là cho khỏe mấy thôi. Không thì tao cho ra ngoài kia tao làm mấy cái rồi. Nó hết tỏi rồi. Tỏi đấy. Ở trên chỗ dưới cái bàn một miếng đấy, cái củ to này bóc cho anh em. Có, em có củ to luôn. Ừ. Ăn củ để cho còn thể làm cái nước chấm. Này, đã to là được ta là hoàng đấy. À, to là tay vất vả hơn là to của tay.
biết rồi, được rồi. Này của anh ăn.
thơm. Ủa nhóm này thường hai cái mốc mốc cổ nhỉ? Cái gì? Ngọc có phát trực tiếp. Máy tính hỏng cay thế. Máy tính hỏng hôm nay vào đây quay thấy chị bê rồi. Cho mấy. Chả là cái gì. Ra. Ở dưới này bố. Ở dưới này chơi. Đám nước kia mát thế, trời không phải. Mát cũng không thể nào. Con không ăn cơm xong. Tắm nó không ăn. Đến lúc đi ngủ có mát làm sao? Con. Thôi được rồi đấy, thôi là được thì ấy lại. Ăn coi lúc đấy nó đi ngủ. Nhìn máu này mà cho vào nó không có máu này đâu, tại vì mình ít sốt. Đánh cơ bản là nó ít mình ít tương ớt qua đúng không? Thêm một tương ớt vào. Cái sợ mà ngâm cắt cay. Ai ăn được cay cứ cho vào. Ốc kẹo cho thêm tương ớt vào nào. Cắt thêm tương ớt vào. Mình định cắt một quả ớt vào. Cho ốc mình cho đây. Không, nếu mà đã cho tương ớt. Thêm tương ớt vào cho anh. Cay cay mà không cay quá. Cho phải cay mới ngon. Cay cho vào thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con chim này. Nhà mình cái đĩa này có 3-4 cái mà. Ba cái. Đâu hết rồi. Đừng ở ở trong kia sao? Ờ đúng rồi, đảo đảo này. Đúng rồi.
Quên ăn. Thế ra mình còn có tiền mua cả bọn ca.
được nhiều tiền cơ. Chào đấy. Mình nhớ lịch sử. Đấy, không nói gì hả? Nói không sao. Mình nhớ lịch sử đến cái năm mà mình đi. Đó, đấy, đó, đó. Mà mình mua vốn ra mấy chậu to tiền cho chưa? Lâu lắm bây giờ, nếu cái lên thì em vay tiền mà đi đánh bạc nữa rồi. Từ lúc đánh ở mấy cái khung để biên lại vấn đề gì quá. Mình nhớ là lúc ấy là mình tính này nhẩm lại trong đầu là bảo mai đi mua đi thùng về với cái sau. Ờ. Làm được thùng 40.000 là năm hôm đầu tiên tôi xuống bạc tôi đánh ở dưới đánh ra hình dầu. Tịch cũng tâm sự luôn với các ông là tình nhạc lần kéo bó ít đâu rồi. Ông châu châu xuống đánh ở dưới. Đánh ở dưới Hồng Sơn chứ. Không đeo mình được. Ê, mẹ con dạ lên trên đồ trình chuột á. Không có đúng. Giống chùa đời. Cái là cái chuông. Ừ, cái dạ mình đánh ở dưới đấy được nhiều. Đánh cái này vào đây để. Không biết đâu. 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 Cô được không quan trọng nhưng mà này không nghĩ được nghe này. Cô được không quan trọng. Cô được không quan trọng. Cô được không quan trọng. Em trực tiếp được nó. Bọn nó làm 30 củ một. Em trực tiếp được 30 củ một để tại ngoại. Thế trong đó là riêng thằng chủ nhà nó bảo là bây kẻ cả đốt đến 100 nó. Thế tôi biết thằng mời thằng này cũng trực tiếp phải dùng cứ để ăn 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 c